Box. Bởi vì tôi không hề đề cập đến hội chữ thập đỏ, mà trong chương trình này chúng ta sẽ đề cập đến ban nhạc đến từ Hà Nội, đó là ban nhạc Thánh Nhất Đỏ, Holy Red Cross. Sự lãng mạn, chúng ta cùng tin hơn nữa ngày hôm nay.